Hôm nay là ngày rằm tháng thứ 10. Ngày rằm này đối với trong đạo Phật cũng là một cái ngày rằm thông thường, nhưng mà với cái tác dụng của người Phật tử Việt Nam lâu nay thì coi ngày rằm tháng Giêng, rằm tháng 7, rằm tháng 10 là cái thượng ngon, trung ngon và hạ ngon, cho nên gọi là tam ngon tứ quý đó. Phật tử thường đi chùa lễ Phật và nghe quý thầy nói pháp để thấm nhuần đạo lý. Bởi vậy cho nên hôm nay Phật tử quy tụ về đây, những người xa có gần có, thì chúng tôi cũng nhân tiện nói một bài pháp để cho quý vị nghe nhớ tu hành. Chúng ta đi chùa là để học đạo, học đạo để tu hành. Bởi vậy cho nên nếu đi chùa mà không được học đạo thì đó là một cái thiếu sót lớn, mà nếu có học đạo mà không chịu tu hành thì càng thiếu sót hơn nữa. Dù mình nghe mình thuộc bao nhiêu kinh điển mà không có ứng dụng để tu thì cái nghe cái thuộc đó chỉ là suông thôi, nó không có đem lợi ích thiết thực cho đời sống. Bởi vậy cho nên học đạo là để hiểu, hiểu rồi để ứng dụng tu, đó là cái điều kiện thiết yếu của người Phật tử tại gia. Thì hôm nay tôi sẽ nói với quý vị một cái đề tài về biệt nghiệp và đồng nghiệp dẫn ở trong các kinh để cho quý vị thấy rõ. Bởi vì cái nghiệp là cái sức mạnh nó chi phối tất cả cuộc sống của chúng ta từ khi ra đời cho đến khi nhắm mắt, mà không những đến khi nhắm mắt mà nó còn cả những đời tiếp tục sau kia nữa. Bởi vậy cho nên người Phật tử tu mà không hiểu được cái nghiệp ấy, tức là mình khó mà ứng dụng tu hành đưa tới cái chỗ an lạc được. Vì vậy cho nên hiểu cái nghĩa biệt nghiệp, đồng nghiệp cho thấu đáo thì cuộc sống của mình mới biết chuẩn bị cho ngày nay và ngày mai những cái gì hay, những cái gì đẹp. Bởi vì chữ nghiệp trong đạo Phật nói nó không phải có một chiều. Nghe nói nghiệp người ta tưởng đâu là cái xấu, cái dở, thì sự thật không phải. Nghiệp nó có cái tốt mà nó cũng có cái xấu. Bởi vậy cho nên chúng ta biết tạo nghiệp tốt thì hưởng quả tốt, tạo nghiệp xấu thì phải chịu cái quả báo xấu. Vì vậy mà tôi giảng trạch để cho quý Phật tử hiểu về cái ý nghĩa chữ nghiệp ở trong đạo Phật. Ở đây đầu tiên mà chúng tôi dẫn trong kinh Lăng Nghiêm nói về cái biệt nghiệp vọng kiến và đồng thành vọng kiến cho quý vị nghe để thấy một ít ý nghĩa cái chữ nghiệp của đạo Phật. Trong kinh Lăng Nghiêm có một đoạn Đức Phật nói về cái biệt nghiệp vọng kiến. Khi đó Đức Phật nói như có cái đèn đang đốt cháy, rồi có một người nhắm mắt nhìn vào cái đèn cháy đó, mình thấy có cái gì? Thấy có cái vòng, phải không? Một cái vòng, cái vòng hoặc là đỏ hoặc xanh à, cái vòng đỏ xanh ở quanh bên cái ngọn đèn đó, thì cái vòng đó là có thiệt hay là không có thiệt? Nếu cái vòng đó với cái người nhắm mắt á, bệnh mắt nhìn thì thấy có, phải không? Còn nếu cái người không có bệnh mắt nhìn thấy có không? À, không có. Như vậy thì cái vòng đó nó là chung hay nó là riêng? À, nó chỉ dành riêng cho ai có bệnh mắt, phải không? Như vậy thì một người bệnh mắt nhìn vào cái ngọn đèn thấy có một vòng đỏ, hai người bệnh mắt nhìn thì sao? À, hai cái vòng. Mà nếu 100 người bệnh mắt nhìn thì sao? Đều có 100 cái vòng. Ngược lại, nếu 100 người đó hết bệnh mắt nhìn vào cái đèn có cái vòng không? À, như vậy thì trong khi cái người bệnh mắt nhìn ngọn đèn thấy cái vòng đỏ hoặc là tím hoặc là xanh,
người không bệnh mắt họ nhìn về cái người bệnh mắt, nếu tôi thấy cái ngọn đèn có cái vòng đó thì ông kia ông nhìn ông không thấy, ông nói sao? À, tôi nói không có. Như vậy thì người nói có, người nói không, ai trúng? Như vậy thì chúng ta phải xét đi coi, người nhìn cái đèn thấy trong một vòng đó thì nói tôi thấy vòng đó, người không bệnh mắt nhìn thì không thấy, mà không thấy nữa tôi không thấy vòng đó. Thì như vậy hai người, một người thấy một người không thấy, thì nếu đem ra bàn lý thì để phân biệt trúng trạch thì chúng ta nói sao? Ai cũng trúng mà ai cũng thật, phải không? À, bởi vì nguyên cái đèn nó không có vòng, mà bây giờ nếu nhắm mắt thì thấy có, thấy có thì cái vòng nó chỉ có với cái người nhắm mắt, mà nó không có với người không nhắm mắt. Đó, chính cái đó Phật nói cái nhìn thấy cái vòng đó là do bệnh mắt mà thấy. Nếu ai có bệnh mắt thì người đó sẽ thấy cái vòng đó, còn ai không bệnh mắt thì không thấy. À, như vậy thì nếu ở trong cái khu vực đó 100 người mà chỉ có một người bệnh mắt thì chỉ một người thấy vòng đó, phải không? 99 người kia không thấy. Như vậy thì chỉ người đó thấy thì đó là nghiệp riêng của người đó, phải không? Là nghiệp riêng người đó. Thì cũng như vậy, ở trong cái cuộc sống giữa đời này, cuộc sống ở giữa đời này, chúng ta thấy cái nghiệp của chúng sinh nó có những cái riêng tư mà chúng ta không biết. Tôi nói ví dụ, có những người họ làm cái nghề ông lên bà xuống, thầy bùa thầy pháp gì đó, thì đối với người đó mình hỏi có ma không, họ nói sao? Quyết định là nói có. Còn với những cái người mà không tin, những người có tinh thần khoa học, thì hỏi có ma không thì nói sao? Không. Thì như vậy thì ai trúng? Đó. Như vậy thì tất cả người không thấy là vì họ không có nghiệp đó, thấy không? Còn cái người thấy tại vì họ có cái nghiệp đó, họ chuyên làm cái nghề đó, họ tạo cái nghiệp đó thì họ thấy. Như vậy thì chúng ta thấy ai có tạo nghiệp riêng đó thì tự có, còn không có tạo thì không có. Còn nếu cả làng cả xóm đều tạo nghiệp đó thì cùng thấy như nhau. Đó. Như vậy thì cá nhân một hoặc hai người thấy cái khác những người kia không thấy, thì những người thấy khác gọi đó là nghiệp riêng, còn những người không thấy đó là cái nghiệp chung, họ họ không có cái nghiệp đó cho nên họ không thấy. Nói như vậy để tôi dẫn câu chuyện này thì quý vị mới thấy cái cuộc sống của chúng ta nhiều khi chúng ta chủ quan, rồi đâm ra mình thắc mắc với người này, thắc mắc với người nọ. Như trong kinh phải có cái thí dụ, Phật nói có hai vợ chồng ông mù, chồng thì mù mà vợ thì điếc. Hai ông bà ra ngoài chợ đánh đàn để mà chồng đánh đàn, vợ hát để kiếm tiền. Hôm đó có một cái đám tang lớn, đi còn ở xa, thì ông nghe trống nghe kèn, ông nói với người vợ, nói rằng cái đám tang lớn quá, nghe kèn trống om sòm. Thế bà vợ bà tiếp với cãi, ông nói bậy, kèn trống đâu có, bởi vì bà biết mà. Kèn trống đâu có, tôi thấy đám tang đó chỉ có cờ, có phướng, có triệu, không có kèn trống. Ông tức, ông nói bà nói bậy, tôi nghe kèn trống chứ tôi đâu có thấy cờ phướng triệu. Như vậy thì hai ông bà cãi lộn nhau, người thì nghe kèn trống, người thì thấy cờ phướng. Thì người nào cũng nói mình đúng hết. Mà thử thử, nếu mà biết thì làm gì nghe kèn trống mà không nói là đúng. Còn nếu mù mà làm sao thấy cờ phướng mà nói là có, phải không? Như vậy thì ai cũng có lý. Cái hai vợ chồng đánh lộn, đánh lộn nhau thì hàng xóm, những người đi đường thấy, họ hỏi, hỏi tại sao hai ông bà lại đánh lộn nhau. Thì họ mới phân bua. Chồng nói rằng tôi nghe đó mà, có kèn có trống mà tôi nói bà không chịu nghe. Bà nói rằng có cờ có phướng mà không có kèn trống, bởi vậy nên giận cãi nhau đến lộn. Thì cái người bàng quan đó họ mới nói, thưa hai ông bà, hai ông bà đều trúng hết,
mà hai bà cũng đều chặt. Bởi vì đám ma này nó có kèn, có trống như ông nghe, mà cũng có phím, có kiệu như bà thấy. Như vậy thì một người nghe kèn trống, một người thấy cờ phướn, nếu hai người mà chịu dung hòa nhau thì có cãi đâu, đâu có đánh lộn, phải không? Mà tại ai cũng cho mình chân lý hết mới xảy ra đánh lộn. Thì như vậy để thấy đó là cái thí dụ, cái nghiệp khác nhau đó, thấy không? Cái nghiệp khác nhau mà không ai chấp nhận ai, cho nên có cái chuyện tranh cãi rầy ra. Rồi ở đời cũng vậy, quý đạo hữu thấy tất cả chúng ta ra đời đều có mang cái nghiệp khác nhau, mỗi người có cái nghiệp khác nhau. Nghiệp là gì? Là cái thói quen quân tập, mình quân tập cái gì quen rồi thành nghiệp. Bởi vậy cho nên tôi nói hai vợ chồng mà hay cãi lộn nhau là tại sao? Thì ông là cái nghiệp người nam, bà là cái nghiệp người nữ, phải không? Hai cái nghiệp đó, hai cái thói quen nó ít giúp nhau, có một hai cái tương đồng mà có những cái thì nó khác biệt. Mà nếu ông cứ nghĩ theo ông, bà cứ nghĩ theo bà thì sao? Rồi ai cũng cho mình là đúng hết á, thì có đánh lộn không? Có ly dị không? Thì như vậy cái đánh lộn, cái ly dị đó là tại không biết dung hòa nhau, phải không? Như vậy thì cái đúng của người nam theo cái thói quen quân tập của người nam, cái đúng của người nữ theo thói quen quân tập của người nữ, phải không? Như vậy thì mình phải thông cảm nhau để mà xử sự, để đưa tới cái sự an vui hòa thuận trong gia đình thì tốt. Thế còn ai cũng chấp cái lý mình cho là đúng 100% rồi bác cái lý người khác thì đó làm cái điều hết sức là lôi thôi, gây ra những chuyện lộn xộn trong gia đình, phải không? Như vậy chúng ta biết cái nghiệp riêng với nhau rồi thì chúng ta nó không có chắc. Cho nên chúng tôi ngày xưa có một cái người hàng xóm, bà vợ thì cũng tương đối rất lo lắng làm ăn, nhưng ông chồng thì ông cờ bạc rượu chè. Mỗi khi ông cờ bạc thua về thì ông đòi tiền và không có ứng thì ông đánh, ông đánh nhiều tử làng xóm ai thấy cũng đau lòng. Thì như vậy cứ lần nào ông cờ bạc thua về thì ông khảo bà, cho nên những người thân thuộc láng giềng tức trong bụng lắm, tại sao vậy mà không như vậy biết cho rồi, phải không? Để mà hành hạ vậy. Nhưng mà khi hỏi bà thì bà nói tôi ly dị không đành, tôi còn thương ổng. Như vậy thì quý vị mới biết rằng cái nghĩa thương người ta, phải không? Mình ở ngoài không có nghĩa đó thì mình không chịu nổi, còn người ta đã có cái nghĩa, có nợ nần với nhau, cho nên dù vậy mà ta không có thể rời nhau được đó. Rồi mình ở ngoài mình cứ tức, mình không phải là người thông cuộc mình cứ tức đó. Cũng như vậy có nhiều người có những đứa con nó phá cửa, nó phá muốn tàn tán gia bại sản, mà những người bà con suối từ nó đi cho rồi, để cho nó hết phá nữa hết. Nhưng mà người cha người mẹ chịu từ không? Cũng không nỡ từ, thương nó, bởi vì có cái nghiệp với nó. Cho nên rồi không có thể từ được, tuy nó phá là phá mà cũng cắn răng mà chịu đó. Thì như vậy mới thấy rằng cái người ở trong cuộc có cái nghiệp như vậy thì họ phải chấp nhận như vậy. Còn mình ở ngoại cuộc mình không biết, mình cứ tức lên tại sao như vậy mà không có giải quyết cho nó xong, rồi mình cứ giận cứ trách. Thì cái chuyện đó mình nói có lý là vô lý, vô lý cái chuyện của người ta mà mình muốn giải quyết. Như vậy để hiểu thì quý vị mới thấy chúng ta biết được cái lý nghiệp riêng của mỗi người thì chúng ta có một cuộc sống hết sức là dung hòa, phải không? Biết được cái hoàn cảnh đó người ta không giải quyết được là vì có cái nghiệp chung, nghiệp riêng của họ. Mình không có thì mình nói hay, chứ mình ở trong cuộc thì mình cũng vậy thôi, phải không? Đó là tôi nói cái nghiệp riêng. Bây giờ nói tới cái nghiệp chung nè. Nghiệp chung tức là đồng thành vọng kiến. Bởi vì trong nhà Phật nói, chính trong Kinh Lăng Nghiêm Phật nói rằng như trong một nước mà những người đó họ có những cái nghiệp xấu thì họ nhìn thấy những cái điều bất tường, ví dụ như thấy sao chổi, thấy những cái gì đó mà chỉ nước đó thấy mà nước khác không thấy, hoặc giả như hồi nãy tôi nói
tiểu dụng như trong một xó một làng mà đều bị nhậm mắt hết, thì tất cả người nhìn cái đèn thấy sao? À, thấy có vòng hết, phải không? Thì như vậy nếu người ở xứ khác lại họ không nhậm mắt thì họ thấy không có đó. Như vậy thì khi mà có một cái nghiệp chung nhau thì cái nhìn thấy những cái hiện tượng nó giống như nhau đó. Như vậy thì cái cuộc sống của chúng ta ở đây có nhiều người thắc mắc, nó tại sao người đó với tôi nó không có thân mà sanh chung trong gia đình làm anh làm em, mà làm anh làm em mà cứ cự lộn hoài, phải không? Hoặc là làm vợ làm chồng mà cứ cự lộn hoài, thì nếu không có cái duyên với nhau mà tại sao gặp nhau chi vậy, khổ vậy? Thì đó, gặp nhau đó là có cái đồng phần ở trong đó. Đồng phần tức là có cái nghiệp chung ở trong đó, bởi có cái nghiệp chung cho nên cùng chung ở nhau. Nhưng mà luôn luôn trong cái chung á, nó có cái riêng à. Bởi vậy cho nên khi mà chúng ta sống trong một gia đình, thì gia đình đó giả sử 5-10 anh em, thì trong 5-10 anh em đó có kẻ về người khác chứ không ai giống ai, phải không? Còn nếu có giống chăng thì cũng là 50-60% là cùng, chứ không bao giờ giống hết. Thì cái giống nhau đó thì gọi đó là đồng nghiệp à, đồng phần. Còn cái không giống nhau đó là cái biệt nghiệp à. Như vậy thì cái cuộc sống này luôn luôn chúng ta có một cái gì nó riêng mà cũng có cái gì đó nó chung à. Nó có chung với nhau cho nên mới cùng nhau sanh trong một gia đình, sanh cùng một đất nước à. Bởi có cái riêng cho nên cùng một gia đình và cùng một đất nước, mà có cái người thì khổ não mà có người ít khổ à. Như vậy mới thấy cái ý nghĩa trong nhà Phật nói về cái nghiệp ấy, nó rất là đầy đủ à, nó đầy đủ. Bởi vì đã là chung cho nên cùng ở một hoàn cảnh, nếu cái khổ thì cùng có liên hệ nhau ít nhiều, còn nếu riêng thì trong cái chung đó nó có liên hệ, mà mỗi người vẫn có cái phần riêng của nhau à. Cũng như anh em mà có người học giỏi có người học dở à, đó là cái trong cái chung vẫn có cái riêng. Nhưng mà dầu chung dầu riêng gì ở trong đây Đức Phật đều gọi là vọng kiến à, biệt nghiệp vọng kiến và đồng phần vọng kiến à. Vọng kiến tức là cái thấy dối, thấy giả dối chứ không có thiệt à. Bây giờ tôi nói cái giả dối cho quý vị thấy. Ví dụ như chúng ta chưa có khéo tu, tâm hồn mình chưa có được làm chủ, thì khi có ai nói những cái lời gì mà trái tai mình thì lúc đó mình sao? Có ai nói cái gì mà nó có vẻ thách đố làm cho mình bực bội thì lúc đó mình sẽ sao? Nổi sân lên à, nổi sân lên tức là nổi giận lên. Nếu nổi giận lên mà lúc đó mình theo cái giận thì sao? Nổi giận lên thì miệng nó bậy, thấy không? Thân làm bậy đó. Nói giận cái thì miệng mắng chửi người ta, thân thì tay đánh đập người ta đó. Như vậy thì cái miệng nói bậy và cái tay đánh đập người ta đó gốc từ cái gì mà ra? Từ cái thân mà ra, phải không? Như vậy thì cái thân là cái chủ động của miệng nói bậy, của tay đánh bậy đó. Mà nếu miệng chửi ta, tay đánh người ta thì người ta có tha mình không? Chắc không tha mình đó. Nếu kẻ kia là yếu hơn mình á thì đánh bại người ta thì mình cũng bị cảnh sát mời, thấy không? Thì như vậy cái khổ sau khi chửi đánh người ta đó, cái khổ đó quý vị thấy có thể khi nổi giận lên thì cái nổi giận nó chừng mấy phút mấy giây, chừng mấy giây mấy phút, cao lắm thì chừng một phút thôi, phải không? Rồi phát ra cái lời nói bại, tai hành động bại thì cái khổ đó nó kéo mình thấy từ bao lâu, nó dằn dai thì không biết, có thể kéo dài cả tháng nửa tháng. Nếu mà mình là cái người mạnh có võ nghệ, đánh ba cái ta gục đầu liền, ta chỉ chết luôn thì sao? Thì cái khổ nó không biết tới bao lâu mà kể, phải không? Như vậy đó thì cái mà miệng nói bậy, tai đánh bậy đó, vậy đó là nghiệp ác à, cái đó gọi là nghiệp ác. Mà nghiệp ác nó gốc từ cái nỗi sanh mà ra, phải không? Nhưng bây giờ giả sử ai nói trái tai, quý vị vừa nổi sanh lên, cái quý vị tìm cái sanh này nó ra sao, nó ở đâu?
dòm lại nó thì coi, dòm hỏi nó tiền không có nữa. Như vậy thì chính cái chủ động tạo nghiệp là cái không thiệt, phải không? Nó không thiệt mà mình theo nó cái thành nghiệp. À, quý vị mới thấy, cho nên Phật dùng cái chữ vọng kiến, cái hư dối, cái thấy hư dối không có thiệt, mà tất cả chúng ta mê lầm là cho nó là thiệt, cái rồi theo nó, mà theo nó rồi cái chúng ta khổ. À, bây giờ nếu mỗi khi quý vị có ai nói trái tai, nổi giận lên cái dòm lại coi cái giận nó là sao, nó ở đâu nó ra vậy, dòm hồi kiếm coi nó làm sao, thấy mặt mày nó có rằng có ri có gì không, cái dòm lại nát nó mất tiêu à, phải không? Nó không có hình dáng, nó không có tướng mạo, mà không hình dáng không tướng mạo thì nó đâu có thiệt, phải không? Cái không thiệt mà mình theo nó thì nó thành thiệt. Thành ở trong trong cái ngàn khuê phong này có câu nói thể không mà thành sự. Cái thể tức là cái bản chất của cái giận đó nó là không, mà mình theo nó thì thành sự thiệt, phải không? Đó, mình tạo thành cái nghiệp đó. Đó là tôi nói trường hợp cái nghiệp dữ. Bây giờ cái trường hợp nghiệp lành cũng vậy. Bây giờ giả sử như quý Phật tử đang đi đường, bất chợt gặp một người già hoặc một người bệnh tật, nó nằm quẹo ở bên đường không ai hay, thì thấy vậy cái mình động lòng thương, mình khởi cái lòng thương, thương cho mình bồng mình bế họ đem vô bên lề đường, rồi mình kêu xe chở tới những cái bệnh viện để chăm sóc giùm họ. Như vậy cái khởi cái lòng thương rồi bồng bế họ và chở họ đi tới bệnh viện, thì cái khởi lòng thương đó, cái đó nó thiệt không? Nhưng mà như vậy mà nếu mình theo nó thì mình tạo thành nghiệp lành, phải không? Tạo thành nghiệp lành, mà nghiệp lành đó thì tất nhiên ta mang ơn mình. Nếu cái người bệnh kia mai mốt họ hết, gia đình họ hay thì họ rất mang ơn mình. Đó, như vậy thì nếu mà vừa khởi cái lòng thương lên mà dòm qua cái lòng thương nó làm sao, dòm thấy nó làm sao, nó cũng không có, phải không? Như vậy thì cả cái gốc tạo nghiệp ác, tạo nghiệp lành đều không có gốc hết, phải không? Nhưng mà mình theo nó thì sẽ thành nghiệp hoặc là lành hoặc là dữ. Đó, như vậy thì tất cả quý vị mới thấy Đức Phật ngài chỉ cho thấu đáo cái nghiệp là cái không thiệt. Tuy không thiệt nhưng mà mình đã làm thì phải có trả, chứ không phải trốn được. Đó, có tạo thì phải có chịu. Như vậy đó, cho nên tất cả chúng ta ai có tạo nghiệp thì người đó phải thọ quả, không trốn ở đâu được. Trốn với những cái người thế gian thì được, cái nghiệp thì trốn được. Tại sao cái nghiệp trốn được? Bởi vì mình làm cái điều tốt thì mắt mình thấy, tai mình nghe. Mà mắt thấy tai nghe thì cái chủng tử nó đã chứa ở mình rồi. Đó. Còn người khác thì họ không thấy không nghe cho mình trốn được. Đó. Đó, đây tôi mới nói dẫn một đoạn trong kinh cho quý vị thấy cái ý nghĩa cái nghiệp đồng nghiệp nó theo nhau. Nói một hôm nọ, Đức Phật ở núi Lương Thứ, ngài ở trong cái hương thất, gần ở bên hương thất đó thì thấy có những cái đoàn đi mà gọi là đi thiền hành đó, thì thấy có ngài Xá Lợi Phất đi kinh hành với một số tỳ kheo đi theo ngài Xá Lợi Phất đi kinh hành một cách cái thất của Phật không xa. Rồi kế đó một đoàn kinh hành nữa là ngài Mục Kiền Liên với một số tỳ kheo đi theo ngài Mục Kiền Liên cũng đông đảo, cách Phật cũng không xa. Rồi bên cạnh đó có một số tỳ kheo đi theo ngài Ca Diếp đi kinh hành, một số người đi đông đảo cũng không xa. Rồi kế đó là ngài A Nan với một số người đi theo kinh hành cũng không xa. Rồi kế đó nữa một số ngài theo ngài A Nâu Lầu Đà đi kinh hành, cách Phật cũng không xa. Rồi một số người đi theo ngài Phú Lâu Na đi kinh hành, cách Phật cũng không xa. Rồi một số người nữa đi tỳ kheo đi theo ông Đề Bà Đạt Đa đi kinh hành, cách Phật cũng không xa. À, khi đó Đức Phật mới nói với các thầy tỳ kheo ở gần bên, Phật nói rằng những người đi theo Xá Lợi Phất đó là những tỳ kheo đại trí tuệ. À, còn những tỳ kheo mà
đi theo ngài Mục Kiền Liên đó là những tỳ kheo đó là đại thần thông, là những tỳ kheo mà đi theo ngài Ca Diếp đó là những tỳ kheo đều ưa tu hạnh đầu đà. Còn những tỳ kheo mà đi theo ngài A Nâu Lầu Đà đó thì những tỳ kheo đó đều có thiên nhãn. Còn những tỳ kheo mà đi theo ngài Uvali đó là những tỳ kheo đó là người kỳ luật. À, những người tỳ kheo mà theo ngài A Nan đó là những tỳ kheo đa văn bậc nhất. À, còn những tỳ kheo mà đi theo ngài Đề Bà Đạt Đa đó, đó là những tỳ kheo ác dục. À, ác dục tức là có những cái tham không tốt. À, như vậy thì Phật kết thúc rằng ở thế gian này ai đã theo người nào thì đó có cái nghiệp chung với người đó. Bởi vậy cho nên người theo ngài Xá Lợi Phất là có cái nghiệp chung về trí tuệ, người theo ngài Mục Kiền Liên thì có cái nghiệp chung về thành thông vân vân, cho tới ngài theo Đề Bà Đạt Đa thì có cái nghiệp chung là ác dục. Thì cái nghiệp chung đó từ quá khứ, hiện tại, vị lai nó cứ theo nhau. À, bởi vậy cho nên bây giờ tôi nói chuyện gần, ví dụ như giờ quý Phật tử thấy những người rượu chè say xưa mà ai thích chơi với người đó là người đó có cái nghiệp rượu không? À, có nghiệp rượu tử như thế nữa, phải không? Còn người mà thích cờ bạc, nghĩa là luôn luôn người ngồi sòng này qua sòng nọ mà ai chơi thân với người đó thì sao? À, thì cũng có cái nghiệp cờ bạc tự nhiên vậy, phải không? Còn người nào mà thích học hành, thích nghiên cứu mà ai chơi thân người đó thì sao? Tức là có cái nghiệp học hành nghiên cứu, phải không? Còn người nào thích tu, thích tụng kinh, niệm Phật, ăn chay, đi chùa hay ngồi thiền thì người nào thích chơi người đó thì có nghiệp gì? Có nghiệp tu. Thì như vậy rõ là mình thích ai đó là có cái nghiệp chung với họ, thấy không? Đồng nghiệp mà gặp nhau. À, như vậy cho nên thấy những người chơi với nhau mình biết đó là có cái nghiệp chung rồi. À, như vậy thì trong cái cuộc sống này quý vị mới thấy mọi người chúng ta ai ai cũng có cái đồng nghiệp và cũng có việc nghiệp, thành ra bạn bè thân thích đó là gặp nhau là đồng nghiệp, phải không? Việc nghiệp thì trong đó có những ưu tư riêng của mỗi người, đó là cái việc nghiệp. Thì như vậy cái nghiệp nó là chi phối hết cái đời quá khứ, đời hiện tại và cả đời vị lai của chúng ta. À, bây giờ quý vị kiểm điểm lại coi chúng ta có phải sống theo nghiệp không? Nó rõ ràng như vậy. Như vậy thì cái nghiệp thiện, cái nghiệp ác nó là cái gốc để mà lôi, để mà dẫn chúng ta tới chỗ tốt, tới chỗ xấu, phải không? Nếu chúng ta là thích rượu chè thì cái nghiệp ta dẫn chúng ta tới với những người bạn rượu chè, phải không? Còn thích chúng ta thích học hành nghiên cứu thì cái nghiệp đó dẫn chúng ta tới với những người ưa học hành nghiên cứu. Thì như vậy nghĩa là mỗi cái chúng ta thích là mỗi cái theo cái nghiệp chung của riêng rồi nó gặp lại với cái chung. À, mỗi người có cái nghiệp riêng đó, rồi tự nghiệp riêng đó dẫn chúng ta tới cái chung. À, như vậy thì chúng ta đã biết rằng nghiệp là cái chi phối tất cả. Thì chúng ta là người Phật tử muốn tu thì phải làm sao? Trong hai cái nghiệp tốt và nghiệp xấu chúng ta chọn cái nào? À, chọn cái nghiệp tốt, hàng ngày chọn nghiệp tốt, nghĩa là thay vì mình tới với bạn rượu chè thì mình tới với bạn học hành nghiên cứu, phải không? Thì chúng ta được mở mang trí tuệ. Còn nếu thay vì chúng ta đi cờ bạc rượu chè thì chúng ta tới chùa, tới học đạo với những cái người ham tu ham học, thì như vậy nó tạo cho chúng ta cái nghiệp lành, cái nghiệp tốt. Còn nếu mà mình cứ chạy theo cái kia tức là thành là cái nghiệp dở, cái nghiệp xấu. Mà nếu có cái nghiệp dở, nghiệp xấu thì nó sẽ đưa chúng ta tới cái chỗ không tốt. À, như vậy thì quý vị đã thấy rõ cái nghiệp nó có một cái sức mạnh, nó dẫn dắt chúng ta trong đời này và cả đời sau nữa. À, bởi vậy cho nên trong quá khứ nó đã đưa đẩy chúng ta tới những chỗ lành, chỗ dữ rồi.
rồi vị lai nó cũng đưa chúng ta như vậy. Thì hiện tại này là cái thời mà chịu ảnh hưởng cả hai. Hiện tại là cái thời nó chịu ảnh hưởng của quá khứ, rồi nó lại gieo cái ảnh hưởng của vị lai nữa. Cho nên cái thời này là cái chặng đường tối quan trọng. Cái quá khứ mình phải trả, cái vị lai mình sẽ gây dựng. Đó. Mình gây dựng tốt, gây dựng xấu là chính trách nhiệm hiện tại của mình. Như vậy thì trong thời vị lai quý vị muốn mình thế nào? Muốn mình tốt đẹp, muốn mình sang cả, muốn mình đầy đủ phước đức, hay là muốn mình là kẻ lang thang đói rách, muốn mình là kẻ tật nguyền khổ sở? Tự nhiên ai cũng nghĩ sau này mình nếu còn trở lại là phải tốt đẹp hơn, phải không, sung sướng hơn mình mới chịu, chứ còn khổ hơn bây giờ là không ai chịu hết. Như vậy thì muốn cho mai kia bằng và hơn bây giờ thì bây giờ phải chuẩn bị cái gì? Đó là chuẩn bị những cái nghiệp lành, phải không? Chuẩn bị nghiệp lành tức là chuẩn bị những cái điều thân làm lành, miệng nó lành, ý nghĩ lành, từ ý nghĩ lành rồi miệng mới nói lành, thân mới nghĩ lành. Cho nên vừa có một cái niệm khởi lên, nếu niệm nó là tốt thì chúng ta nuôi dưỡng nó, theo nó để tạo thành cái nghĩa tốt. Còn nếu là cái nghĩ xấu thì chúng ta chặn đứng nó, bóp chết ngay trong trứng nước đi, thì cái nghiệp ác nó không có, phải không? Chứ còn nơi mình nó có đủ tốt có, xấu có. Ví dụ kiểm là mình có đủ mấy thứ đó không? Gặp cái người mà đàng hoàng, chân chính, đạo đức ấy, nói chuyện thì mình nghe mình cũng cảm thông, mình cũng mến. Còn gặp mấy cái người mà họ hơi gian trá, xảo quyệt, họ lại họ lừa bịp, họ nói chuyện làm giàu mau như trở bàn tay này kia, nghe là có khi cũng ham, phải không? Bởi vậy cho nên rồi nó dễ lầm đó. Vì vậy mà chúng ta phải biết, nếu mà có cái niệm xấu nó dấy lên chúng ta phải chặn ngay, còn cái nào tốt là chúng ta nuôi dưỡng nó. Thì như vậy là chúng ta biết chuẩn bị cho cái đẹp của ngày mai. Đó. Còn nói về cái nghiệp quá khứ chúng ta phải trả, thì khi chúng ta sanh ra đời, có nhiều người sinh ra thì ở trong hoàn cảnh hết sức tốt đẹp, phải không? Có người sinh ra ở trong hoàn cảnh rất là xấu xa, rồi người ở trong hoàn cảnh tốt đẹp thì tự hào phách lối rằng ta là có phước, ta là được đầy đủ cái tiện nghi. Còn cái người xấu xa kia thì tự tủi tự hổ. Như vậy đó là cái không biết cái nghiệp của mình đó. Tuy nhiên đời trước không có duyên lành, cho nên hiện tại mình sanh trong cảnh khổ. Tuy là khổ nhưng mà biết khéo chuyển, khéo cố gắng thì sau này nó cũng hay. Đó. Còn bây giờ nếu trước mình được sung sướng, rồi tự hào phách lối, rồi chừng hưởng hết cái sướng đó rồi, tới chừng nó khổ tới, chừng đó mới hối hận không kịp. Bởi vậy cho nên người biết cái nghiệp trước, gặp cảnh khổ không chán, không phiền, gặp cảnh vui không tự cao, không ngã mạn, thì đó là cái người biết mình sở dĩ và được phước đây là do trước mình làm lành. Bây giờ mình sanh ngã mạn khinh người thì đó là cái hết cái phước, mà hết phước thì mình sẽ khổ. Nên biết vậy thì quý vị mới thấy chúng ta hiểu được cái ý nghĩa nghiệp, nó có cái giá trị đưa chúng ta tới cái chỗ an vui hạnh phúc trong đời này và đời sau, và nó cũng tạo chúng ta một sức mạnh để mà chịu đựng những cái khó khăn trong hiện tại. Mình không sợ cái gì mà nó đến với mình khó khăn, cũng là cái duyên trước mình đã tạo, chấp nhận mà chuyển hướng đó, nghĩa là trong cái khổ chuyển thành vui, thì đó là sáng suốt. Còn nếu khổ mà kêu trời rên rỉ là không sáng suốt. Đó là cái tinh thần nghiệp của đạo Phật. Đó. Nhưng mà giờ nói tới nghiệp đó, thì Đức Phật lại còn dạy thêm. Bởi vì như thế gian chúng ta thường hay nói cái câu theo cái nghĩa nhân quả đó, nói rằng người tạo nhân nào thì phải thọ quả nấy, phải không? Tạo nhân lành thì phải chịu quả, hưởng quả lành, tạo nhân dữ thì phải thọ quả dữ, gọi là nhân nào quả nấy. Thì câu đó nghe quý vị thấy chí lý chưa? Chưa chí lý lắm. Chưa phải là chí lý, nó tế nhị lắm. Nên trong kinh Phật có nói người này tạo nghiệp như thế thế này, nó có cảm thọ như vậy. Nếu cho cái câu đó là chí lý thì không có đời sống tu hành,
Nghe quý vị thấy khó hiểu không? Ví dụ bây giờ mình nói thế này, nó tạo cái nhân gì thì phải trả cái quả nấy, không sai chạy. Thì như vậy giả sử người đó lỡ giết người rồi thôi, thì bị người giết lại không còn cách nào đổ khác được, phải không? Người đó lỡ đánh người ta một vạt tay rồi thì nhất định phải chờ ngày nào đó người ta đánh lại một vạt tay, chứ không cách nào khác được. Thì như vậy đó, nó là một cái gì cứng nhắc, mà nghiệp là một cái linh động chứ không phải cứng nhắc. Cho nên cái nhân quả nó đổi thay. Cùng một việc làm mà ở người này thì phải trả quả đúng như vậy, mà ở người kia thì trả quả khác. Nó không phải đúng như vậy. Bởi vậy cho nên mình mới tu. Bởi vì khi mình làm xấu rồi, mình làm dở rồi, mà mình biết tu là mình chuyển đó. Chuyển cái dở cái xấu đó nó giảm đi hoặc nó nhẹ đi, thì đó mới đáng tu chứ. Còn nếu làm dở làm xấu rồi nó chịu y nguyên như cũ thì tu làm chi nữa. Tu làm gì, tạo cái gì thì phải chịu cái nấy. Lỡ giết người thì giờ phải bị người giết lại, có đáng gì cũng vậy thôi, thấy không? Như vậy thì cái nghiệp là cái chuyển hóa được. Đây thì tôi dẫn trong kinh Đức Phật có dùng mấy cái thí dụ để nói là cái nghiệp cùng tạo một thứ nghiệp mà cái quả báo là khác nhau. Đây, như Phật nói rằng có những người tạo cái nghiệp ác, tôi ví dụ nghiệp ác đó là 10%, mà nếu cái người đó họ không biết tu, họ không có cái tâm quảng đại, họ không có làm những điều lành đối với mọi người, thì cái nghiệp 10% họ phải trả đủ 10%. Ngược lại, cái người họ làm cái nghiệp tội ác 10%, mà người đó họ biết tu, họ có tâm hồn quảng đại, họ giúp ích được nhiều người, thì cái nghiệp đó họ trả rất là nhẹ nhàng. Nó không phải y như cái người kia. Phật ví dụ như có một nắm muối, cầm một nắm muối, chúng ta lấy một cái tô, đổ nước đầy tô, bỏ một nắm muối đầy vào tô, quậy một hồi, thì quý vị cầm cái tô nước, bưng tô nước uống được không? Không ai uống được hết. Bây giờ giả sử có một cái hồ chứa cả ngàn tô nước, cầm nắm muối rồi bỏ cho trong cái hồ đó mình quậy, mình lấy nước uống được không? Được. Như vậy thì cũng một đống muối bỏ vào một cái tô thì nước nó uống không được. Nếu để vào một cái hồ lớn thì nước nó vẫn uống được. Cũng như vậy, nếu chúng ta không biết làm lành, không biết có tâm rộng rãi, không làm lợi ích cho ai, thì cái nghiệp nào chúng ta làm thì phải trả đúng như cái gì mình đã tạo. Ngược lại, chúng ta biết làm lành, có tâm rộng rãi, mà trong nhà Phật nói danh từ chuyên môn là biết tu thân, tu giới, tu tâm, tu huệ. Tu thân tức là sửa thân mình, không có làm điều ác. Tu giới tức là giữ giới của Phật, như giữ năm giới. Tu tâm tức là sửa tâm mình cho nó tốt. Tu huệ tức là học trí tuệ. Để có được bốn cái đó thì cái điều ác mình làm bằng người kia mà cái quả mình rất là nhẹ, giống như là một nắm muối để trong cái hồ to. Như vậy thì quý vị mới thấy chính cái tu đó nó chuyển với những cái nghiệp ác thành nghiệp thiện. Bây giờ tôi nói cái thí dụ cụ thể cho quý vị thấy. Như hiện giờ chúng ta sống ở trong cái thời này, nếu có người nào làm lành, làm phải, giúp đỡ hàng xóm này kia, họ làm những điều tốt mà trong hàng xóm ai ai cũng công nhận. Rồi hôm nào đó họ đi xe, lỡ họ quẹt một người nào đó té cái gãy cái tay, rồi một người mà ở trong xóm ai cũng ghét, làm cái gì không có làm tốt, không có giúp đỡ ai hết, rồi hôm nào đó cũng đi xe quẹt người ta té gãy cái tay, thì hai cái người đó quý vị thấy, đối với những người hàng xóm, họ nhìn thấy cái người kia xảy ra tai nạn, làm cho người khác té gãy tay, thì họ có binh dịch, họ có khuyên lên cái người xảy ra tai nạn đó bớt khiếu nại, bớt làm khó hay không? Tự nhiên họ thương, họ binh dịch, phải không? Họ nói đó là sự rủi ro chứ không cố ý, phải không? Đó, thì thành ra lẽ là cái tội đó thì nếu người mà thiên hạ ghét thì có thể phải bị đền bù, nó là một số tiền rất nặng, hay là cái tội cũng khá. Bây giờ người đó là cái người quá lương thiện, quá tốt, bây giờ xảy ra cái việc làm đó, xảy ra cái tai nạn ấy,
thì nhờ bà con anh ấy đương dịch khuyên lên, cho nên rồi cái tội của họ nhẹ hơn, phải không? Thì đó là cụ thể rõ ràng như vậy. Nên cùng xảy ra tai nạn giống hệt nhau mà cái quả báo là khác nhau. Đó là trường hợp ví dụ thứ nhất. Trường hợp thứ hai, Phật cũng nói ví dụ như có một người thiếu nợ người ta theo số tiền bây giờ thì nói cho quan trọng là như 100 ngàn đi, thiếu nợ 100 ngàn. Mà nếu cái người đó nhà họ không có vốn liếng gì hết, họ nghèo, bây giờ họ thiếu nợ 100 ngàn, thì cái chủ nợ gặp họ có lôi lưng không? Chắc là lôi lưng, phải không? Bởi vì biết là anh nó không có khả năng trả, mà thiếu như vậy thành ra họ làm khó, họ lôi lưng, họ kéo, họ đòi. Ngược lại, có một người khá giả, bây giờ họ đi đâu đó, lúc đó họ quên đem tiền theo, họ mượn người ta 100 ngàn, 100 ngàn mà rồi mắt công chưa được nợ họ quên. Quên rồi chủ nợ gặp lại mà biết họ là cái người khá giả thì có lôi lưng không? Không có lôi lưng, phải không? Như vậy thì cũng thiếu nợ 100 ngàn, mà gặp người kia thì lôi lưng, gặp người nọ thì sao không lôi lưng? Tại sao? Là vậy, tại vì trả mà lôi lưng chi, chỉ cần nói phải lấy là trả liền, nhắc lại là trả liền, phải không? Còn khi nhắc mà họ không tiền trả nữa, buộc lòng phải lôi lưng, phải không? Như vậy thì nó quá rõ ràng. Bởi vậy nên Phật mới nói nghĩa là cùng một cái tội như nhau, mà nếu người biết tu thân, tu giới, tu tâm, tu huệ thì liền cái tội nó bị giảm, được giảm đi. Còn nếu người không biết tu gì hết thì cái tội đó phải trả đủ, không sai sót một chút. Đó. Như vậy thì quý vị mới thấy cái tu của mình nó có hiệu nghiệm, nó có hữu ích ngay trong đời này, chứ không phải nói tôi lỡ nghiệp ác rồi tôi phải chịu đủ, không phải vậy. Nghĩa là biết tu thì nó chuyển, nó giảm đi. Đó, đó là cái thí dụ thứ hai. Đến cái thí dụ thứ ba, Phật cứ nói rằng ví dụ như có người nuôi dê, rồi cái có người ở hàng xóm họ lén, họ nghèo quá, họ lén lại họ bắt dê, ăn trộm dê thì dẫn đi, thì chủ nhà hay được cái ra bắt gặp. Khi bắt gặp nguyên lúc đó thì sao? Nó là lôi cổ cái người bắt dê, đánh đập rồi đòi bỏ tù, phải không? Bây giờ ngược lại, cái người chủ nhà đó đi dê, rồi có một ông quan hoặc là người lính của vua thì tới đó thấy dê cái bắt dẫn đi, thì cái người chủ dê ra gặp biết đó là cái người tay sai của nhà quan hoặc người đó là lính của vua, thì người chủ nhà sao, có lôi đánh đập rồi bắt bỏ tù không, hay là làm sao? Chấp tay thưa ngài, ngài đừng bắt của tôi, cái này là dê của tôi, dê của chủ thì ngài đừng có bắt, phải không? Như vậy thì tại sao một cũng là bắt dê mà người kia gặp cái mình nắm đầu mình đánh đập rồi mình bắt bỏ tù, còn người này bắt rồi mình gặp lại cái mình lại chấp tay mình năn nỉ, thì như vậy là sao? Đó, thì như vậy thì cùng một việc làm mà cái quả nó khác nhau hết, phải không? Đó, Phật mới nói cái người không có nghèo nàn mà bắt dê người ta đó là thí dụ cho cái người không có tu, không có đạo đức mà tạo nghiệp ác thì họ phải bị khổ. Còn người nếu có tu, có làm lành, biết tu thân, tu giới, tu tâm, tu huệ, đó, như vậy thì mới thấy tất cả cái việc làm của chúng ta nếu mà biết rõ thì nó đều có thể chuyển biến được hết, phải không? Mà chuyển biến theo cái đà nào? Chuyển biến theo sự tu hành, phải không? Ai không biết tu hành thì lãnh đủ. Cho nên nhiều người cứ sợ khổ mà không chịu tu, cứ than con khổ quá, tại sao tôi khổ nhiều, khổ thế này khổ thế nọ, kể 100 ngàn thứ khổ mà tôi không chịu tu, mà không tu mà đòi hết khổ làm sao hết. Đó. Cho nên chúng ta biết khổ, chúng ta thấy những cái xấu xa nó đến với chúng ta thì chúng ta phải biết nỗ lực tu hành, nỗ lực làm điều thiện, thì mọi cái khổ đó nó tùy theo cái phước lành của mình mà thuyên giảm, mà bớt đi. Chứ còn ngồi đó mà than, ngồi đó mà kêu trời trách đất thì vô ích, phải không? Nhưng mà thế nhân thì có cái bệnh đó, nghe khổ quá kêu trời rồi ghét nữa, ghét người này ghét người kia, thành như vậy đã là xấu cho nên mới chịu khổ, mà bây giờ còn muốn tạo nghiệp xấu thêm nữa. Đó, như vậy đó là cái không sáng suốt
của những cái người tạo nghiệp đó. Đó, như vậy thì tôi đã nói cái nghiệp nó có cái hiệu năng như vậy, nó có cái sức lôi cuốn người ta để mà chịu những cái tội lỗi mình đã tạo. Tuy nhiên nó phải bắt mình trả những cái nghiệp cũ, nhưng mà nếu mình biết tu thì nó sẽ chuyển biến, nó sẽ thay đổi chứ nó không phải cố định. À, bây giờ tôi muốn nói cho quý vị biết như hồi nãy, nó làm nghiệp nó là vọng kiến, nó là không thiệt, phải không? Nó là vọng kiến không thiệt. Như vậy thì chúng ta tu hành, đây là tiến thêm một bước thứ hai. Hồi nãy là chúng tôi nói tu ở trong cái dòng tạo nghiệp thì chúng ta nên tạo nghiệp lành, tránh nghiệp dữ. Nhưng bây giờ chúng ta tu mà muốn cho hết nghiệp. Hồi nãy là tạo nghiệp thì phải tạo cách thiện mà tránh cái nghiệp ác. Bây giờ chúng ta tu muốn cho hết nghiệp, mà muốn hết nghiệp thì phải làm sao? Quý vị nhớ hồi nãy tôi đã nói thân, nguyện, ý. À, ba cái chỗ đó là ba cái chỗ tạo nghiệp, nhưng mà cái chủ động là ý, à, cái tâm, cái ý đó. Như vậy thì ý thiện thì miệng nói lành, thân lòng lành. Ý ác thì miệng nói ác, thân làm ác. Mà nếu ý nó không có thiện, không có ác thì sao? Không tạo nghiệp. À, thì không tạo nghiệp, mà không tạo nghiệp thì có luân hồi không? Nếu không tạo nghiệp thì giải thoát ngay trong đời này, phải không? À, nói như vậy để quý vị mới thấy cái tu chúng ta nó được những cái chặn. À, chặn đầu là tạo nghiệp lành, tránh nghiệp dữ. Còn nếu tiến thêm nữa, muốn giải thoát sanh tử thì phải biết nghiệp nó là không thiệt, từ nó ý mà ra. Ý là không thiệt, bởi không thiệt cho nên đừng theo. Đó, như hồi nãy tôi nói, vừa nổi giận lên cái mình tìm có cái giận nó ra sao, coi mặt mày nó có ra sao. Thì quý vị thấy cái mặt mày của cái giận ra sao không? Thấy cái mặt của mình chứ không thấy cái mặt của cái giận, phải không? Cái mặt mình nó đỏ này kia, thế còn cái giận nó tìm nó không có, phải không? Khi mà phân tìm nguồn gốc thì cái giận nó không có, nếu nhìn nó thì nó mất tiêu rồi. Cho nên bây giờ có những cái điều gì, thí dụ như mình thấy cái món đồ tốt của ai đó, mình thấy họ để một cách vô ý, không có gìn giữ, mình có thể lén lấy được, mà mình vừa khởi cái tâm muốn lấy chứ dòm lại ra cái tham này ở đâu, phải không? Cái tham này là sao? Dòm hồi cho ta hết lấy rồi, phải không? Còn vừa khởi cái tâm muốn lấy cái đưa tay lượm cho thì bỏ túi rồi cái có chuyện. Như vậy thì khi khởi đó mình chịu khó dòm lại nó, nhìn lại nó coi cái chú tham này ở đâu, chú chung ra đây, phải không? Đó là tôi không có cái tham này, mà bây giờ ở đâu ra, nhìn lại nó hồi cho nó mất tiêu. Như vậy thì chặn đứng được cái nghiệp tham. Mà nếu nghiệp tham chặn đứng được rồi, cái nghiệp sân cũng dễ. À, nghe người ta nói trái ý, vừa bực tức thì tìm cái bực tức nữa đâu, nhìn lại hồi đó cái nó tàn hoàng. À, cho nên ở đây nó khác với cái thuật mà những cái nơi dạy, những nơi thường hay dạy nó là mình muốn cho bớt giận. Một là khi người ta nói tức quá nổi nóng lên thì phải đi uống nước, phải không? Đi uống vài tách nước thì nó nguội lại cho nó bớt nóng rồi thì đỡ đi. À, thì đó cũng là cái thuật quảng binh. Quảng binh là cho nó bớt cái cơn phẫn nộ. Rồi còn cái thuật nữa thì họ dạy rằng khi nào mà người ta nói mình giận quá thì ráng mình niệm Phật, niệm Phật hồi cho nó đỡ giận. Thì đó cũng là một cái thuật nhớ cái khác nhưng quên cái này, phải không? Nhớ Phật thì quên giận. Đó, còn ở đây chúng tôi dạy thì không dạy vậy, mà chúng tôi dạy thêm nữa coi cái dẫn nó từ đâu ra, hình dáng nó ra sao. Thành ra mình không có mượn phương tiện ở ngoài, mà mình dùng cái trí mình để nhìn ngược lại coi cái xấu này nó từ đâu mà có. Mà nhìn kỹ lại thì nó không có thiệt, mà không thiệt thì có gì đâu theo, thì mình cười với nó thôi. Mỗi lần dặn thì cứ nhìn lại, khỏi cần đi kiếm nước. Giả sử mình đương ở ngoài đường nói chuyện với ai đó nổi giận mà chạy kiếm đi nước là sao có. Thì trong hợp đó là làm sao? Cho nên ở đây mình chỉ có nhìn lại nó và cái dặn này là sao. Nghe người ta nói vừa thấy nó trái tai cái nỗi bực lên rồi thì tìm coi cái bực này nó đâu ra. Nhìn thấu đáo thấy nó không thiệt, mà không thiệt thì tự mình đã thắng nó rồi, phải không? Đó làm cái phương pháp để cho chúng ta nhìn lại chúng ta. Nhưng như vậy thì
Nếu cái tham, cái sân, cái tà kiến mà chúng ta nhìn lại thấy nó không thiệt, nó mất, mất hết, không còn nữa, thì đó là tâm chúng ta thanh tịnh rồi, phải không? Chúng ta thắng tất cả những cái dòng tạo nghiệp rồi. Nè, bởi vậy cho nên ngày xưa có một vị thiền khách, tức là ngài Hạo Nguyệt, thiền sư Hạo Nguyệt, hỏi một thiền sư khác là ngài Cảnh Sầm ở Trường Sa. Vì khi ông đọc ở trong cái cuốn Chính Đạo Ca của nhà Huyền Giác có hai câu. Câu thứ nhất là liễu tức nghiệp chướng bổn lai không, vị liễu in tu hoàn túc trái. Như là nếu liễu ngộ thì nghiệp chướng xưa nay nó là không, còn chưa liễu ngộ thì phải đền nợ trước. Thì khi nói vậy thì ông mới có cái nghi. Ông nói vậy, thưa ngài, như vậy thì tổ Huệ Khả có liễu chưa mà ngài bị chết trong khám? Rồi tổ sư tử ở Ấn Độ có liễu chưa mà bị vua Kế Tăng chặt đầu? Quý vị thấy rắc rối chưa? Ở đây nó liễu ngộ thì nghiệp chướng xưa nay là không, còn chưa liễu ngộ thì phải đền ở trước. Thì như vậy kẻ phàm mình thì đền ở trước phải, còn như ngài Huệ Khả là đã ngộ đạo rồi, được truyền y bát rồi, mà tại sao cũng phải, còn phải chết trong khám? Còn như tổ sư tử là ngài cũng ngộ rồi, thành tổ thì liễu ngộ rồi, mà tại sao bị vua Kế Tăng giết? Thì như vậy đó, thì cái câu nói liễu tức nghiệp chướng bổn lai không, vị liễu ưng tu hoàn túc trái, câu đó có đúng hay không? Quý vị thấy thắc mắc không? Thì ngài Trường Sa ngài trả lời quá đơn giản. Ngài nói rằng đại đức chưa hiểu cái nghiệp. Thì ông hỏi thế nào là nghiệp, thì ngài trả lời bản lai không. Bản lai không, trả lời vậy thôi. Thì như vậy thì tôi nãy giờ tôi nói đó, nghiệp nó phát ra từ ý, phải không? Chủ động từ ý rồi ra miệng, ra thân, mà cái ý này nó là không thiệt. Cái gốc không thiệt thì cái ngọn ngành thiệt được không? Trời, không thiệt. Không thiệt mà mê thì thấy nó thiệt, phải không? Đó. Mê thì thấy nó thiệt, mà thiệt thì phải đền trả y nguyên. Còn nếu mình ngộ rồi thấy nó không thiệt, thấy không thiệt thì có trả không? Trả không? Đó thì tôi, nếu mà nói không trả thì tại sao vô Kế Tăng lại giết ngài sư tử, tổ sư tử? Tại sao mà ngài Huệ Khả lại còn bị nhốt trong khám? Như vậy thì có trả rồi chứ. Ở đây tôi giải thích cho quý vị thấy, người mê thì thấy trả, người ngộ thì thấy không trả. Tại sao vậy? Bây giờ tôi thí dụ gần cho quý vị thấy. Thí dụ như bây giờ quý vị hồi chưa biết đạo, có những khi mình gặp ai nói những cái điều gì trái tai, mình nổi giận, mình chửi họ. Nhưng mà cái người mà mình bị mình chửi đó, lúc đó cái thế họ yếu hơn mình, là họ kẻ dưới tay mình, nhưng mình bị chửi mà họ làm thinh, họ nhịn. Mà họ làm thinh họ nhịn chứ còn họ có hết giận không? Họ đâu có hết giận, nên họ chỉ chờ cơ hội để trả thôi, phải không? Nhưng mà cái cơ hội nào thuận tiện mà họ trả nó không có hại cho họ đó, họ mới trả. À, rồi tới một thời gian nào đó cái mình thức tỉnh, mình tu thì mình biết tất cả cái lời nói, tất cả những cái hành động nó làm cái tướng hư dối, qua rồi mất không có thiệt, mình biết rõ vậy. À, bởi biết rõ vậy cho nên một hôm nào đó cái thế của mình nó thất thế rồi, mình xuống là cái người tầm thường rồi, không còn có cái địa vị cao nữa. Ngược lại cái người mà quán hờn mình á, họ lại được cái địa vị cao hơn mình. Thì lúc đó hai bên gặp lại nhau thì sao? Hồi xưa mình chửi họ hai giờ, họ chửi mình bốn, phải không? Họ chửi bằng bốn lần hồi xưa mình chửi họ, nhưng mà giờ mình hiểu đạo rồi
mình thấy những cái lời chửi đó nó không có thiệt, qua rồi mất không có gì thiệt hết. Mình cười, hồi xưa mình chửi họ có hai phần mà họ giận tới mấy năm, bây giờ là họ chửi mình bằng bốn lần mà mình cười mình không giận chút nào hết, thì vậy có trả hay không có trả? Không. Thì đối với mình tỉnh rồi mình thấy nó không quan trọng, mình cười thì có gì trả. Còn những người kia họ thấy mình chửi thì họ đã giận họ trả, họ mới trả nữa nè, phải không? Thì như vậy thật là khó nói, nói trả cũng không được mà nói không trả không được. Như vậy thì cả mê thì thấy trả, người ngộ thì thấy không trả, phải không? Đó là cái đó là cái lý nó rất là thâm sâu. Bởi vậy cho nên người ở ngoài không hiểu và tưởng cái nghiệp theo cái thông thường thôi, nó làm gì trả cái nấy, thì đó là một cái lối nói. Chứ còn trong đạo nó quá quý vị, nó trong một cái đó mà nếu tỉnh thì khác, mê thì khác, chứ không phải một bề như nhau, có tu khác không tu khác, rồi mê khác tỉnh thì khác. Đó tôi nói để cho quý vị thấy cái ý nghĩa nghiệp nó hết sức là hệ trọng. Nhưng mà mình biết vậy rồi, khi mọi cái nghiệp đó, nó trả, mình có hờn có quán có trách gì không? Không hờn không quán không trách. Bởi vậy nên tôi nói như cái chuyện mà rất là thông thường ở trong kinh thường hay nói, như cái câu chuyện này trong kinh nói rằng người học đạo là nên y, một là y nghĩa bất y ngữ, hay là y pháp bất y nhân, vân vân, bất tứ y đó. Nhưng mà đây tôi muốn nói một cái thôi để cho quý vị thấy, nói là y nghĩa mà bất y ngữ thì cái lời nói đó mới nghe thì thấy nó thường quá, y cái nghĩa mà không y ngữ. Nhưng bây giờ tôi nói cái nghĩa là cái gì, cái ngữ là cái gì? Ngữ là cái lời nói, phải không? Cái lời nói của mình. Bây giờ thí dụ như quý Phật tử có người thân giàu có chê mình nghèo, lại tới thăm người thân, người thân nói chú nghèo quá, để chú về tôi cho chú 100 ngàn về xài cho đỡ nghèo. Nói vậy tôi nghe mừng quá, phải không? Nếu cho 100 ngàn thì mình đỡ nghèo bổn rồi. Nhưng mà nói vậy tới mình về không mất tôi được. Thì sao? Thì cái lời nói cho 100 ngàn đối với mình đánh giá là sao? Là vô giá trị rồi. Thì đó là lời nói là ngữ, mà nghĩa là 100 ngàn, phải không? Thì có nói cho 100 ngàn mà không mất tôi đưa thì có nghĩa, có ngữ mà không có nghĩa, thấy không? Đó. Thì như vậy mình nên y lời nói đó mà có giá trị là từ 100 ngàn mà đưa ra, thì phải biết rõ cái giá trị ở 100 ngàn chứ không phải ở lời nói, phải không? Cho nên nó là y nghĩa chứ đừng y ngữ. Bây giờ giả sử rồi lần này họ nói cho mình 100 ngàn mà họ không muốn tôi được, rồi từ 5 tháng 7 tháng lại không, họ cũng nói cho 100 ngàn nữa mà không được, rồi họ cứ nói vài lần nào tới cũng nói cho 100 ngàn mà không đưa lần nào hết. Thì những cái lời nói như vậy, sao nghe nói cho 100 ngàn cũng có gì cười không? Tự nhiên mình thấy mình cười lạc với họ, phải không? Mình cười với họ chứ còn gì nữa, biết lời nói là vô giá trị rồi, phải không? Vì có ngữ mà có nghĩa. Như vậy thì cái gì vô giá trị, không có nghĩa thì cái đó mình cười thôi, mình đâu còn đánh giá cao, phải không? Nhưng mà ngược lại bây giờ, giả sử quý vị, chúng ta đây mà có ai đó họ vì cái bực dọc gì đó không biết dọc mình, nó nói chị là con chó, nói chị là con chó, đó là cái gì, là ngữ hay nghĩa? Ngữ. Mà giờ thành con chó mới là nghĩa, thấy không? Mà ta nói là con chó không thành chó thì có giận không? Giận không? Không cái gì có cái ngữ mà đâu có nghĩa, phải không? Vậy mà quý vị có giận không? Đó, như vậy thì sao, là mình ê cái gì? Như vậy thì rõ ràng nói mình con chó là chỉ có lời nói thôi, là ngữ mà đâu có nghĩa, đâu có thành con chó đó. Mà như vậy thì nếu mà nói con chó một lần mình không giận, vì mình nói đó là ngữ mà không có nghĩa, như vậy nói nhiều lần mình còn cười nữa, phải không? Hay là nói nhiều lần mình càng giận? Như vậy thì quý vị mới thấy cái mê của mình đó, phải không? Cái lời đó nó không có nghĩa, lời nói suông, lời nói rỗng, nó không có nghĩa thật. Không nghĩa thật tại sao càng nói càng giận? Giận cái gì?
Như vậy thì hồi nãy ta nói cho mình tiền thì càng nói mà không cho thì mình ta lại nói là vô giá trị. Thì cái này họ nói một con chó mà nói hoài cũng là vô giá trị, càng vô giá trị nữa. Mà tại sao lại nói nhiều từ nào giận dữ từ nấy? Thì quý vị mới thấy mình có mê muội không? Thế nếu mà mình tỉnh mình giác á thì nói chỉ là con chó, cái mình cười nói con chó chứ đâu có thành con chó. Rồi họ càng nói mình càng cười thôi, thì lá cò hết nói. Còn cái này mình nói con chó thì mình nổi giận đùng lên, tức là mình chấp nhận cái điều đó rồi. Như vậy mình chấp nhận những cái lời nói rỗng, những lời nói suông, thấy không? Mà lời nói rỗng, lời nói suông mà mình chấp, mình theo nó thì trở thành là cuồng dại với nhau. Rồi hồi chửi lộn nhau, những lời chửi đó là lời nói gì, có nghĩa không? Lại nói rỗng mà một mới nói rỗng mà đánh lộn nhau cái hết rỗng. Từ đó mới dập đầu đổ máu thì từ đó mới thấy khổ, thấy không? Từ những lời nói rỗng vô nghĩa mà mình chấp nó, rồi tới những cái đau khổ theo, phải không? Như vậy quý vị mới thấy cái mê muội, cái mê muội của con người không biết bao nhiêu là mê muội. Những cái không có lẽ thật mà mình cứ chấp, rồi khi chấp nó rồi tới khổ đau. À, rồi thấy khổ đau rồi kêu trời kêu đất, thân phận mình sao khổ quá. Chứ còn bây giờ viết những lời nói vô nghĩa đó thì cười chơi, nghĩa là nói vô nghĩa mà ai tính, thấy không? Như vậy thì như nãy tôi nói cho mình 100 ngàn mình nói hoài không cho thì mình cho lời nói vô nghĩa, mình đâu thèm tin. Thì cái kiến cũng vậy, nói 100 là con chó cũng là lời nói vô nghĩa, mình đâu thèm tin, phải không? Nhưng mà bên kia thì giận. Mà giận tức là tính đó. Đó, thì quý vị mới thấy đó là những cái điều mà tất cả chúng ta là cái người tu, nhất là tu Phật, là chúng ta phải mở cái trí tuệ thấy được cái lẽ thật, chứ không phải mình tu là cứ lại Phật rồi cầu Phật cho cái này cho cái kia. Mình tu theo Phật là học cái trí tuệ giác ngộ của Phật, mà những trí tuệ đó Phật đã dạy ở trong kinh. Bây giờ quý thầy nhắc lại để cho quý Phật tử nhớ, mà nhớ được những điều đó đó là chúng ta biết được đường tu. Nghĩa là khi nói như vậy, thay vì nghe ta nói con chó mình đè chút đừng giận, thì cái đè đó một câu thì đè được, hai câu đè nổi không? Thì luôn luôn nhịn đó, tôi nhận lần này thứ ba rồi, tôi không phải nhịn nữa được. Rồi bây giờ nếu mình biết lại nói vô nghĩa, nói 100 lần cũng vô nghĩa, khỏi cần nhịn gì hết, khỏi cần đè gì hết, phải không? Như vậy thì cái này có nhẫn không? Vì trí tuệ khỏi cần nhẫn, phải không? Thấy rõ như thật thì không có gì nhẫn hết đó. Còn nó kêu tại không thấy rõ như thật cho nên ráng đè nén, cái chừng nào là được chừng nén. Rồi về nhà nếu nhận được, người ta nói mình 3 lần con chó mà nhận được, về nhà cũng ngủ không được nữa, chưa nằm mà lăn qua trở lại tức quá, tại sao nói con chó, phải không? Đó, rồi mình cũng tức tối bực bội cứ không yên. Đó. Còn bây giờ mình biết rõ cái lời nói vô nghĩa, cười chơi rồi thôi, về ăn ngon ngủ kỹ, không có gì phiền hết. Đó, như vậy quý vị mới thấy, cái tu là cái tỉnh, là giác, mà tỉnh giác thì tự tại trong cuộc sống. Đó. Còn nếu không biết tu là mê, mà mê lầm thì khổ đau trong cuộc sống. Nghĩa là dù cố gắng mấy rồi cũng thấy buồn, thấy khổ. Đó. Cho nên chúng tôi nói ở đây là để cho quý vị thấy rằng cái nghiệp gốc nó là không thiệt, phải không? Bởi gốc không thiệt cho nên mình khéo chuyển nó thì nó lay, nó đổ hết rồi, chứ gì. Còn nếu mà ta nói một là một, hai là hai thì cái đó là cái hiểu lầm rồi. Mà đã như vậy thì ai tu được, phải không? Mình đã tạo nghiệp ác rồi thì nhất định phải trả cái ác, thì tu làm gì? Đó. Hiểu vậy thì chúng ta thấy tuy nhiên cuộc sống chúng ta bị nghiệp nó chi phối, nhưng mà cái nghiệp đó gốc nó là không thiệt, cho nên chúng ta chuyển được nó sẽ vỡ tuần hết, nó không còn cái quyền lực nếu chúng ta tỉnh giác. Đó. Như vậy thì cái ý nghĩa nói về biệt nghiệp và đồng nghiệp để cho tất cả quý vị biết mà tu hành, thì cái đó là cái then chốt của cái cuộc sống. Bởi vì chúng ta tu không mơ ước ngày mai chúng ta được sống cái cõi nào đó sung sướng, mà ngay trong hiện tại này chúng ta cũng phải được an lành mới gọi là tu. Chứ còn nói rằng chờ ráng chờ tới tình chết nhắm mắt rồi sanh đau nó sung sướng, còn bây giờ thì không biết gì hết, thì cái đó là không đúng. Chúng ta phải biết ngay trong hiện tại, ngày nào chúng ta tu là ngày đó chúng ta bớt khổ,
ngày nào chúng ta tu là ngày đó đem sự an vui lại cho mình. Cái vui hiện tại ở chúng ta, tôi nói ví dụ như bây giờ quý đạo hữu, mà nếu bình thường một ngày hay là một tháng vợ chồng cãi lộn 10 lần, bây giờ mình biết tu rồi, mình biết cái lời nói không có giá trị thì mình không thèm nghe, mình không thèm buồn, không thèm giận, và mình biết rõ rằng mình không có để cho cái thân, cái miệng mình theo cái niệm xấu của ý mà tạo thành nghiệp. Thì ngang đó quý vị nghĩ 10 lần cãi lộn một tháng trước kia, bây giờ biết rồi thì còn mấy lần? Thì có thể nếu chưa có thuần á thì ít ra còn 5 lần là cùng, phải không? À, thì như vậy thì mình tu như vậy thì một tháng mình đã giảm 5 lần cãi lộn, là giảm 5 lần đau khổ rồi. À, rồi nếu mà mình khá hơn, thuần thục hơn thì cả tháng không có cãi lộn lần nào hết, thì đó là gia đình an vui rồi. Mà nếu gia đình mình an vui thì con cái nó cũng mừng, phải không? Như vậy thì đem lại cái lợi cho bản thân, cho gia đình, rồi lần lần tới cả xã hội nữa. Bởi vậy cho nên cái tu là một nguồn gốc để đưa chúng ta tới chỗ an lạc. Tu là an lạc chứ không phải tu là cầu cúng. Mà mình bây giờ đa số tu là sao? Là cầu xin thôi mà. Người tới bái bái Phật, Phật cho con cái này, cho con cái kia không, mà không chịu sửa, không chịu chuyển cái nghiệp của mình. À, rồi thậm chí có nhiều người chẳng những cầu xin thôi mà lại còn đòi tu là mọi việc phải như ý, phải không? Là bà nào cô nào hay là ông nào đi chùa thì nếu mà có phát tâm cúng chùa, phát tâm làm phước, phát tâm trai tăng, nói đây tôi có phước rồi đó, tôi làm phước nhiều rồi đó, à, thì chắc rằng tôi mới xảy ra tai nạn. Mà nếu trong nhà bất thành xảy ra tai nạn có vẻ là hiểm nguy á, thì người đó sao? Nản quá, tôi hết muốn làm phước nữa, phải không? Tôi làm phước thì làm phước rồi, thì tại sao mà tai nạn cứ tới với tôi còn làm phước chi nữa? Như vậy ngang đó là mất lòng tin, hết muốn tu. À, nhưng mà như hồi nãy tôi nói, cái nghiệp nó không phải chỉ là trong hiện tại mà nó còn có cái quá khứ nữa. À, như giờ tôi nói ví dụ lại, ví dụ như có quý Phật tử, một Phật tử nào đó hồi trước đã gây ân oán với ai rồi, rồi cái người đó họ có cái duyên cớ nào họ đi xa, họ không gặp mình lại, rồi từ đây về sau cái mình hối hận, mình tu, mình làm lành làm phước với mọi người chung quanh mình, nhưng mà cái ân oán kia đó, nó có hết chưa? Mình làm lành làm phước với những người chung quanh mình, còn cái ân oán nó đã cách trở, nó ở xa mình rồi. Rồi một ngày nào cái người có ân có oán với mình đó họ gặp lại thì sao? Thì phải trả. Hồi xưa mình tạo cái gì với họ, bây giờ mình gặp họ trả lại cái đó. Thì như vậy mình vì lý do đó tôi làm lành với mấy người này, bây giờ tại sao tôi còn phải trả cái oán này? Thì nói vậy có lý không? Đâu có lý sao? Mình làm với những người xung quanh này, làm lành với họ thì họ mắc ơn mình. À, từ đây về sau họ mình có tai nạn gì họ giúp mình, còn cái nợ trước mình đã gây đó với người kia thì người kia gặp mình thì họ phải trả, phải không? Như vậy mà mình đòi làm lành với người này, đừng trả oán người kia được không? Hợp lý chưa? Nó đâu có hợp lý, phải không? Bởi vậy cho nên người Phật tử biết tu thì mình biết rằng cái nghiệp không phải chỉ hiện tại mà nó còn cả quá khứ nữa. Thì như vậy hiện tại mình làm lành là mới tạo nghiệp lành hiện tại, còn cái quá khứ mình đâu có dứt khoát, đâu có trả hết. Thì giờ giả sử có những cái gì của quá khứ nó đến thì mình cười thôi, à chưa có vừa trả cho rồi đi, phải không? Thì như vậy thì mình vừa trả nợ trước, vừa tạo cái duyên lành hiện tại, thì mai sau mình mới được an lành chứ. Nà, tôi thí dụ cái nữa là thí dụ như có người họ làm ăn hồi trước họ thiếu nợ nhiều người, bây giờ đây cái họ làm ăn họ phát đạt họ khá, khi phát đạt họ khá rồi thì khi họ dư giả đó thì bất thành với cái những người chủ nợ cũ họ gặp lại, họ thấy khá giả thì họ đòi. Thời đòi cái thì người đó nói tôi giờ khá rồi tôi đâu có thiếu nợ ai, nói gì được không? Khá mà mới khá bây giờ còn nợ dai những năm trước, phải không? Những năm trước dai bây giờ phải trả,
đừng nói rằng tôi khá là không trả nợ người ta, phải không? Tiền nào trả hết nợ của những năm trước mà còn dư cũng gọi là khá, phải không? Còn những năm trước còn nợ mà ngày nay không chịu trả thì cái khá đó có phải thiệt khá chưa? Mà nó khá rồi không trả nợ đó là hợp lý không? Đó. Như vậy thì Phật tử mình mới biết khi mình tu mình làm lành trong hiện tại, nhưng mà còn cái nợ quá khứ chưa có hết, thì bây giờ giả sử có cái xấu nào quá khứ nó đến với mình thì mình cười mình vui lòng mà trả, còn cái lành hiện tại cứ cố gắng mà làm, thì như vậy mới gọi là biết tu, phải không? Thế giờ nói tôi tu rồi thì bây giờ có cái gì tới nữa thôi, tôi không thành tu nữa, thì như vậy đó là hiểu đạo hay không hiểu đạo? Đó là không hiểu đạo gì hết, phải không? Bởi vì đó là một cái lối nói theo thế gian gọi là cái người trốn nợ hay là dịch nợ, phải không? Nên nợ trước mình không chịu trả, bây giờ làm như muốn được hưởng thôi mà không muốn trả ai hết. Đó là cái điều mà tôi muốn nêu lên cho tất cả quý vị thấy cái ý nghĩa nghiệp của đạo Phật, nó tế nhị mà nó cả liên hệ quá khứ, hiện tại và vị lai, chứ nó không phải chỉ có một chặng này mà mình cứ lấy đây làm cái chuẩn đích rồi mình than mình trách này kia, thì cái đó là cái sai lầm. Như vậy thì tất cả chúng ta hiểu được cái ý nghiệp rồi, thì cái nghiệp nó như vậy rồi, thì từ đây về sau mỗi người phải nỗ lực, phải cố gắng mà chuyển, cố gắng mà tu. Mình biết cái nghiệp á, nó là cái vọng tưởng, phải không? Nó là hư dối thôi. Như vậy thì nó là hư dối mà theo nó thì nó sẽ tạo thành nghiệp. Bây giờ biết nó hư dối đừng chạy theo nó, còn nếu theo thì theo cái chiều thiện, đừng theo chiều ác. Còn nếu muốn không còn nghiệp nữa thì mọi cái vọng tưởng nó buông đi, thì tự nhiên thảnh thời, phải không? Không muốn giải thoát cũng là giải thoát, bởi vì nghiệp nó dẫn luân hồi. Bây giờ không nghiệp thì dẫn đi đâu, phải không? Không dẫn đi đâu tức là tự do, là giải thoát. Ý nghĩa giải thoát nó là như vậy. Thì như vậy thì nhắc lại một lần nữa, tất cả quý Phật tử chúng ta tu theo Phật, trong cái chặng đầu quý vị còn phải sống trong cái cuộc đời tương đối, thì chúng ta nên bỏ những cái nghiệp ác, làm những nghiệp lành để cho đời chúng ta được vui hiện tại và cả ngày mai, tức là mai sau. Còn nếu quý vị muốn thoát đi cái sanh tử, được tự do giải thoát, thì quý vị mọi cái chủ động tạo nghiệp đó quý vị đừng theo. Mà chủ động tạo nghiệp là ý, là vọng tưởng, phải không? Mọi cái vọng tưởng chúng ta không theo nó, không theo nó thì nghiệp không còn tạo, không còn tạo nghiệp thì cái gì dẫn luân hồi, thì ngang đó là chúng ta tự tại giải thoát. Như vậy thì quý vị thấy cái trọng tâm tu nó không phải là nhiều, nhưng mà cái khéo là phải nhìn cho thấu đáo, cho tường tận, chứ còn đừng nó đi ngoài ngọn ngầm. Như vậy thì cái gốc của nó là biết từ cái vọng tưởng. Vọng tưởng là chủ động tạo nghiệp, mà bản thân nó là không thiệt, bản thân là hư dối. Cái hư dối mình không theo thì mọi cái khổ đau nó hết. Đó là sự mong mỏi của chúng tôi. Vậy thì tới đây tất cả quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện dĩ thử công đức Phổ Cập Nhất Thế Nhà, đặng giữ chúng sanh giác cộng thành Phật.